định hôm nay là mình trên đường đi Đà Lạt thì ghé chạy chú Mười một chút luôn, nên chạy gà ba bốn chạy, nhưng mà giờ mình ghé cái chạy số 3 trước. Khi nào bữa nào rảnh thì đi ghé thăm mấy chạy kia. Chạy gà này là hình như đợt vừa rồi mở có vô rồi đó chứ, nó vô lần trước ăn cơm. Ăn cơm mấy chị nấu cơm rồi cá đồng đồ ngon lắm. Trời ơi, đây nè, ao hồ tía quê đã không. Dạ. Mía nè, mía này mía mềm hay mía cứng. Gà thì mình không có dám vô chuồng được đâu, đại đình gia đình ở đây người ta nuôi cũng hình như là cũng rất là kỹ lưỡng, cũng có bác sĩ ở đây rồi đủ thứ hết, nên không dám vô trong chạy gà. Chỉ vô chỗ nghỉ người ngủ nghỉ thôi. Chạy này là gà không á, gà không à. Từ họ 5 nhà, 5 nhà gà không á, mà mình không dám vô đâu, trong đó là có thêm một cái cánh cửa đóng cứng nữa đó, nên mình không vô, tại vì vô mất công, có gì mất công. Em Mười đứng la, hăng la, hăng la chị Nem á. Dạ. Còn dạ. Mười mình giờ là như 4 chạy tổng cộng ha. Dạ đúng rồi. Đó, mỗi chạy là 5 căn, 6 căn gì đó. Dạ. Dạ, okay. Dạ đây năm hả? Dạ. Lên rồi, cơm lên rồi. Nay năm ăn cơm niêu. Cơm niêu năm đó. Cơm niêu đây. Trứng xào ủ qua. À. Rồi rau xào thập cẩm. Gà kho sả. Cà pháo mắm tôm chân chua. Rau trộn quá trời luôn, ăn không mình kêu tiếp. Xin mời, xin mời. Wow, một cái khối cơm rồi, kêu hai chú kia vô cơm chứ. Mời bà Năm, mời bà Thảo, mời chị. Dạ. Con cơm cái gì lấy cho. Cơm đi cô Thảo ơi. Mời để gia đình mình ăn cơm nha. Mời mình ăn cơm nha. Cơm ngon quá. Cơm ngon. Cơm có cơm trái. Trái ngon. Bữa giờ mình ăn kêu thèm cơm niêu. Yeah. Hôm nay sẵn đi trên đường đi Đà Lạt, kéo qua cho Năm ăn cơm niêu. Ở cái quán ăn mấy lần rồi không hả? Cái cũng sạch sẽ lắm hả? Dạ, sạch sẽ. Giống như cái hotel mà. Nhà hàng mà Năm. Bây giờ là mợ cháu mình sẽ lên đường đi. Ở đây là Đức Linh phải không anh? Đức Linh. Đức Linh. Dạ. Thì khi mình đi ngang đây thì mình thấy cái khách sạn này ha, vừa khách sạn vừa nhà hàng. Thành ra mình vô ăn cơm, nhưng mà có cơm niêu ngon lắm. Mình rất là thích. Thứ nhất là sạch sẽ, cái phục vụ cũng rất là ok. Người ta không có mướn mình quay hay là trả tiền gì đâu, nhưng mà này mình thấy nó ngon, sạch sẽ, đẹp, nên mình chia sẻ với đại gia đình của mình nha. Có ai mà muốn đi thì muốn ghé vô đây thì cứ ghé vô coi có đúng như là lời em Năm nói không ha. Rất là dễ thương, sạch sẽ. Ok, ha, lên đường đi tiếp. Giờ mình vô tới gì con? Di Linh hả? Dạ, Đức Trọng. Đức Trọng, Trọng. Trời, dạ. Sao mở cứ quên hoài vậy ta? Đức Trọng, vô tới Đức Trọng rồi. Đây là đường thống nhất.
đường dạ. Thống Nhất luôn á hả? Dạ, đường Thống Nhất, ngay cả ba Điều Trọng. Vô đường vô nhà của cháu Linh. Đây. Thì hồi nãy giờ là mình đi, thì bây giờ tới đây là ghé cái quán của cháu bạn của Hiền với dùng là ly trà, cái này là trà bưởi hồng, còn đây là trà đậu quá ngon, còn làm xương xương nhẹ nhẹ hết lấy sữa dâu quá nên rất là ngon. Để cô chú anh chị nằm ở gần gần đây đó cứ ghé ủng hộ cháu, để cái tiệm tên này á, có địa chỉ cho mình biết đấy, có địa chỉ cho em không? Không có địa chỉ nào. Rồi mình ghé cái uống trà rồi nghỉ ngơi rồi nửa tiếng lên đường đi chơi tiếp. Làm lâu lắm rồi nó không có đi Đà Lạt. Dạ lâu lắm rồi. Bây hiện tại tới bây giờ là chắc cũng mười mấy hai chục năm. Mười mấy hai chục năm mình không có tới. Giờ con lôi chị mời lên chơi, con mới làm bánh trung thu á, con mời mọi có thể ăn thử nha. Con mới nè. Dạ có thể bé. Con học cũng 10 năm rồi nhưng mà trước giờ mấy đứa nhỏ nó còn nhỏ với lại nhiều bận việc này kia không có làm. Bây giờ con rảnh rảnh hơn chút rồi, con làm cho con bán quán cà phê luôn nè. Thì con ship, con ship hết nơi luôn. Được á. Dạ. Bánh trung thu nè. Thập cẩm. Thập cẩm 2 trứng. Không, cái này con làm mới có 1 trứng rồi ạ. Ví dụ như là cái 2 trứng thì ai mà đặt á thì con sẽ làm 2 trứng. Nhưng mà mỡ thì không trứng nào. À, bọn không thích ăn trứng hả? Thập cẩm nhưng mà không trứng nào. Được, cái đó với, mình không cần bỏ vô thôi. Với mỡ cũng không phải cái theo phi hoặc của mỡ. Mỡ cũng không phải mỡ người thích ăn bánh cũng không nữa. À, đó hả? Dạ, thật ra. Nè, con mời mỡ, con quên lấy cái dĩa mất tiêu. Rồi, được. Để Hiền qua ăn đi. Cô Thảo, qua ăn thử cơ con làm ngon không? Cô Thảo, em thích cô Thảo. Mình thì ít có khi nào mình ăn bánh trung thu lắm, từ bên Mỹ cũng vậy. Nhưng mà năm nào cũng có đặt bánh để mà cho trẻ em á. Năm nào cũng có đặt, nhưng mà bây giờ là mình sẽ ăn bánh này. Nếu mà ngon thì có thể đặt cháo luôn. Xin mời đại gia đình. Ngon quá. Ngon được chị. Càng ngon. Thôi đúng, con đang đặt. Con đang đặt hộp rồi. Và hộp đẹp để cho khách đi biếu á. Và cũng nữa là một vé là con người ăn thử ăn cho có ý kiến nha. Dạ. Yeah. Theo mình á là cái nhân á rất là vừa ăn rất là ngon, và cái bột nó cũng vừa luôn, nó cũng không dày không mỏng, ăn liền tại sớm rất là ngon rồi gia đình. Mới tuổi nữa con có thêm nhân chè xanh khoai môn đậu xanh rồi nữa, mà có mang đi Mỹ đúng không? Mà mang đi Mỹ thì mà không có mang bắp trứng. À, không trứng. Mà mang đi Mỹ được. Mà khoai môn nữa con làm. Tại vì cái này con không có hỏi chất bảo quản nó, mà mang đi qua Mỹ là một cái cấp đông gì. Cái bánh trung thu này nè, để mình để tủ đông qua năm luôn, mất một ngày nào mình để ra mình nướng lại thôi là ok. Nhưng mà mở nó thì không bao giờ mà ăn hết một góc bánh. Bánh không bao giờ ăn hết, nhưng mà bánh này là ăn hết. Tại vì nếu mà lương thực thì có ý cho con biết để con làm. Chứ con nhiều khi sợ mọi người ngại, mọi người khen á. Mà không có đâu, cho ăn ngon là nó ngon, mà dở nói dở liền. Dạ, có ý cho con để con biết. Yêu tí. Dạ. Hỏi thì bà biết mẹ nó rồi. Cái này con cũng có ship toàn quốc luôn, mà có ai ở tỉnh nào đó mà muốn mua thì giới thiệu và ủng hộ con với nha. Dạ. À, trong đại gia đình của mình đó thì đây cũng là cháu của mình, là cũng bạn của cháu Hiền. Cô chú anh chị mà có nhu cầu muốn mua bánh trung thu sẵn sàng bánh trung thu này à. Cái này là mình ăn ngon thật sự nha đại gia đình, chứ không phải mình lấy lòng cháu để
là ngon. Tại gia đình mình cứ mua thử, ăn thử trước một hai cái đi, như cháu nói cháu xíu hết. Và bánh tươi mình biết nha, bánh tươi bánh cao bữa giờ nè, không có chất bảo quản nữa. Thật ra tại gia đình mình cứ ăn ha, thì mình có lên trên nhà rồi thấy sạch sẽ gọn gàng. Cái tấm của mình thì cũng hơi kỹ lưỡng nên đi tới đâu cái là khám phá nhà bếp trước. Dạ. Dạ. Vậy con cho cái số điện thoại cho anh. Số điện thoại con là 0976619809. Dạ. Ở đây là mình không phải là giới thiệu quảng cáo cho cháu để mình ăn tiền của cháu hay gì, nhưng mà mình thấy ngon. Thành ra như giống như là sáng vậy, mình đi trong cái nhà hàng mình ăn thấy ngon cái mình cũng chia sẻ. Cái tấm này là ăn cái gì đó. Ủa đi ăn nhà hàng gì á mà ăn cơm hả? Cơm đi mà thấy ngon, thấy sạch sẽ. Dạ. Giá tiền phải chăng? Dạ. Ra cái mợ cũng giới thiệu chút trên video. Cho các mợ đi ngang qua mợ vô ăn đúng không? Có mắt mới dạ, đúng không? Biết được đến thêm nhiều nơi ăn ngon, sạch sẽ, dòm sang trọng nhưng mà không có mắt. Thành ra cái đó là cái đáng tin cậy. Rất là sang mà sạch sẽ. Nếu để cho khách ví dụ như là mọi người biết đó, mọi người ở mấy tỉnh miền Tây có đi lên Đà Lạt thì nghĩ là ăn với nhiều người trong kênh của mợ đó không nghĩ về nữa, thành ra nhiều người cũng hay nhắn tin hỏi chỗ nào ngon thì mình thấy chỗ nào ngon là quay lên sạch sạch sạch. Mình ăn nửa món này mình ăn rồi. Cái gì đó? Dạ, cái cua heo này ngon lắm. Quên test mấy món mới này con thấy này ngon à. Vậy là tính bán luôn phải không? Dạ. Cái này ăn chơi với lại làm bồn nhậu ra đúng không? Nhưng mà anh này mở không có đem đi Mỹ không? Con heo à, con heo chỉ tỏi. Mà con heo chỉ tỏi mấy đứa nhà thì làm sao đủ món này. Nhà cô Thảo cũng vậy kìa. Cái anh với em với này. Cái cô gà này nó cái cô gà này nó cô gà cao cấp á. Cho cô Thảo với mình ăn thử đi. Đó. Cái này nó không có pha bột chút nào. Giá nó cao. Giá nó cao hơn so với mấy cái trên thị trường bán 300 đến 350 một ký đúng không? Tùy thêm. Tết là 350, còn ngày thường là nó giảm xuống còn 300. Tại vì nó không có pha chút bột nào luôn. Nhưng mà đừng nhớ mình có gì béo hả? Không, cái này là mẹ hơi chua. Đúng rồi đó. Có phải có
Bây giờ đi, yeah. Bây giờ con đi làm. Để lúc nào con làm luôn. Dạ, yeah, yeah, rồi con đi làm đi. Rồi con đi ra xe. Cái ba lô cũng mở, ở mấy ngoài hết. Mà lấy hai cái son đi rồi ra cửa. Trà xoài chanh le mà cái này thêm hạt đác. Cái này toàn là trái cây tự nhiên luôn á, không có nhiều syrup đâu. Syrup nó chỉ có một chút xíu mứt xoài thôi chứ không có syrup ngâm miệng. Chanh dây là con làm tươi luôn. Rồi này để mọi mừng về. Dạ ok, vậy để con lấy tóc nha. Dạ dạ. Quá hấp dẫn nha. Quá hấp dẫn. Hai đứa nhìn hấp dẫn lắm ha. Nhìn hấp dẫn lắm. Không, không lẽ đã nói là đem về rồi. Kệ tiêu thử đi chăng. Nhìn hấp dẫn quá chị không nổi ha. Chị không nổi. Mọi người mà ở Sài Gòn cứ đi lên Đà Lạt chơi vậy thì mình như thế mình giảm giá cho. Dạ, nếu mà fan của bên kênh Quỳnh Bình mà có lên đây đi chơi gần gần mà ghé tới thì của cháu nói là xem kênh của Quỳnh Bình gần gần cô năm sẽ tới cháu sẽ xin ngon đúng không hả? Xin ngon bớt giá nhiều ạ. Có thể vậy chắc tùy theo đoàn quá không? Đông đông quá thì hả cũng chơi giảm giá nhiều. Mọi người có đi ngang thì ghé, mình là ở thị trấn Liên Nghĩa nha. Mình là trục đường chính, mình ở đường Thống Nhất á, địa chỉ 269 Thống Nhất. Thì hôm nay mở quảng cáo, mở quảng cáo. Ý là cái câu nói là quen á. Nhưng mà mình mở thấy nó ngon thiệt. Thì cái kênh của họ là nên chia sẻ con nhé. Nên khi mở thấy cái gì ngon, họ sẽ chia sẻ trong cái đại gia đình của mở. Rồi đại gia đình của mở thương mở thì sẽ đi ủng hộ với em với cháu. Lên đây cũng ghé qua đây cũng vài cát lớn hết rồi, mời nước cũng không chịu, cũng trả tiền luôn. Thôi lần sau về là con mời lại nha. Dạ đúng rồi, hôm đó rõ ràng con nói với chị mình buôn bán là buôn bán. Ví dụ con mời mợ lên nhà con ăn bữa cơm thì mợ đi ăn, đi ăn cơm với con. Còn mợ bước vô quán của con thì mợ trả tiền. Tại vì con mở quán ra con phải tiền mặt bằng cái các thứ. Thành ra mình phải như vậy không? Mợ cũng làm ăn nên mợ phải hiểu. Như vậy thì có giảm thì có nói. Để con cảm ơn khỏe mọi người nha. Con cảm ơn nhiều. Con thì bạn của cháu mở thì cháu cũng mở đi. Để nói của rất lòng nhiều nha. Trời, có 2 ly nước mà cũng là được 2 cây son. Con xài thử ra son màu đẹp lắm. Và cái video của mình đến đây cũng hơi dài rồi. Thì mình cũng xin tạm biệt. Chúc đại gia đình của mình luôn luôn nhiều sức khỏe, gặp nhiều điều may mắn. Nhớ đến ủng hộ trà sữa của cháu mình nha. Bye bye. Bye bye.